trên 300 triệu đồng. Quý khách đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion King Gold chính hãng, và đây là bản King Gold Blue. Dòng đồng hồ Hublot Classic Fusion này sẽ có nhiều phiên bản và nhiều màu sắc khác nhau. Đây là dòng King Gold thì cũng sẽ có nhiều màu sắc như là màu đen black hoặc là màu xanh blue vân vân. Đây là phiên bản blue, King Gold Blue, mà phiên bản này là phiên bản mà Kỳ Lân rất thích và cũng rất nhiều khách hàng thích, vì Kỳ Lân đã giao dịch với rất nhiều khách hàng để chọn màu này. Không phải là một màu xanh không mà pha trộn với màu đen khi chúng ta di chuyển đeo trong những điều kiện ánh sáng khác nhau sẽ tạo ra màu sắc phản chiếu giữa đen và xanh, tạo nên cảm giác rất là đẹp. Chứ không phải là bản màu đen là màu đen hết, mà bản màu xanh là màu xanh full hết, mà phải có pha trộn giữa đen và xanh nên tạo nên cái điểm mà gây chú ý rất là nhiều ở chiếc đồng hồ này. Kỳ Lân xin mời quý khách đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, tốt nhất, chất lượng tuyệt vời nhất và giá hợp lý nhất. Kỳ Lân trân trọng kính mời. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.